đứng lại, làm gì vậy? Thay thuốc cho bệnh nhân, đo nhiệt độ. Đại ca, tôi là bác sĩ trực ở dưới lầu. Tôi đem đồ ăn lên đây, muốn chết à. Mau đóng cửa lại. Mau thay đồ cho Trạch tiên sinh đi. Được. Thuốc lá hiệu Song Hạc. Đi mau. Đội trưởng, hắn biến mất rồi. Phong tỏa bệnh viện, người nào bỏ chạy thì cậu chết. Dạ. Phong tỏa bệnh viện. Im lặng. Đứng im hết. Đứng im hết. Đứng im. Bệnh viện bị phong tỏa, không ai được phép ra ngoài. Lục soát đi. Dạ. Đại lực, làm sao đây? Nhân lúc hỗn loạn, cô đưa Trạch tiên sinh đi tới căn phòng phía sau. Hiểu chưa? Chảy máu, tránh ra. Mở cửa, mở cửa. Bên kia. Phạm nhân chạy rồi, mau đuổi theo. Dạ. Đứng im. Đội trưởng, chúng ta không chạy được rồi, làm sao đây? Cô dẫn ông ấy đi, tôi dụ họ cho. Không được, để tôi đi. Hai người mặc kệ tôi. Nói với lão bàn là có nội gián, nhất định phải tìm ra. Lão Trạch đừng nói gì nữa, ông yên tâm, tôi sẽ cứu ông ra ngoài. Lên xe. Đừng nói làm gì, mau lên xe. Mau. Mau lên xe.
sao lại như vậy? Ai làm? Đội trưởng, có người cướp. Nói gì hả? Đội trưởng, có một huynh đệ thấy có người cướp xe, còn lại chưa kịp nói thì đã chết rồi. Thật xui xẻo. Tư Thành, phái hết tất cả huynh đệ đi. Dù có đào mộ tổ tiên hắn, cũng phải tìm cho bằng được. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Trạch tiên sinh, phía trước là chốt cửa ra vào thành. Bình tĩnh, tùy cơ ứng biến. Được. Rồi, qua đi, qua đi. Đi đi, đợi chút. Đợi chút. Đứng lại. Xong qua đó. Lên xe đuổi theo. Dạ. Mau lên. Trạch tiên sinh, họ đang đuổi theo chúng ta. Bình tĩnh, tăng tốc. Nhanh lên, nhanh lên. Trạch tiên sinh, Trạch tiên sinh. Trạch tiên sinh, mau xuống xe, đi mau, mau. Cẩn thận. Đuổi theo, nhanh. Đuổi theo, mau. Trạch tiên sinh, mau. Lý Hùng, cậu chạy mau. Tôi bảo về. Không, Trạch tiên sinh. Tôi dụ họ. Ông đi trước đi. Tôi bị thương không chạy được nữa. Cậu đi trước. Đây là mệnh lệnh. Trạch tiên sinh, tôi từng thề với lão bàn, dù có mất mạng cũng phải bảo vệ cho ông. Giờ hai ông như vậy, có chết tôi cũng phải chết chung với ông. Không được. Đừng hy sinh vô ích nữa. Quay về bảo vệ tổ chức. Tìm ra kẻ phản bội. Đừng để hắn nguy hại cách mạng. Cậu đi mau. Trạch tiên sinh, Trạch tiên sinh. Trạch tiên sinh, nhanh, nhanh, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Trạch tiên sinh hy sinh làm vỡ lý trí của Lý Hùng. Hắn không muốn nghĩ việc này đúng hay sai, chỉ nghĩ tới một chuyện: không thể tha cho hung thủ giết chết Trạch tiên sinh. Chà, điều tra rõ ràng rồi. Đảng Cộng sản đột nhiên xuất hiện là muốn tìm người liên lạc đã phản bội Đảng Cộng sản. Nhìn tình hình này chắc chắn đang ở Đồng Nam. Nếu chúng ta bắt được con cá lớn này thì lập được công lớn đó. Mặc kệ đi, coi cái này trước. Mười năm không gặp, sao hắn lại thành đạt như vậy? Không đúng rồi cha. Giờ mà phái đặc phái viên tới đây,
Không lẽ là vì chuyện của chúng ta sao? Chắc là như vậy. Tới càng tốt, xử lý chung luôn. Xử lý chung. Hắn tới cho chúng ta ăn thịt được sao? Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lập công. Tự nhiên chạy ra con chó cản đường. Thằng nhóc này ăn nói cho đàng hoàng một chút. Dù gì, hắn cũng là anh của con. Là người một nhà. Người một nhà làm việc chung không thiếu phần của con đâu. 10 năm rồi hắn không thèm viết thư về. Chắc nghĩ hắn nhận cha làm cha hả? Không cần biết có nhận hay không. Nhận nó là con cha. Cha là cha của nó. Đúng không? Nhị đương gia, nhị đương gia, dưới núi gửi thư tới. Lục Minh Trí về Đồng Nam. Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên dừng xe? Xuống xe trước, đừng để họ phát hiện. Vì sao vậy? Phải sửa bao lâu? Đội trưởng, Lý Hùng, đi. Sao cậu tới đây? Lúc trước tôi nghe lão bàn nói Lục Minh Trí sắp đi Đồng Nam. Đây là con đường đi tới Đồng Nam. Tôi muốn mai phục ở đây báo thù. Chiếc xe đó là của cậu à? Anh nói muốn báo thù. Là báo thù gì vậy? Trạch tiên sinh đâu? Trạch tiên sinh hy sinh rồi. Tôi muốn báo thù. Đúng lúc họ đang ở đó, hai người có súng, mau bắn chết Lục Minh Trí. Bắn chết hắn có ích gì? Lắm Trạch hy sinh vì tên phản bội tiết lộ. Nhiệm vụ của chúng ta là theo dõi Lục Minh Trí để tìm được tên kia. Không thi việc hắn, sao có nhiều đồng chí phải hy sinh? Hiểu chưa? Lục Minh Trí nhìn giống y chang tôi vậy. Vậy thì tôi giả mạo thành hắn, tìm cơ hội trừ khử tên phản bội. Trừ khử cái gì? Đừng có gây thêm chuyện nữa. Mau lên, tôi không đi. Nếu hai người không giúp tôi thì tôi tự đi. Lý Hùng, đợi chút. Tôi ngồi xe sau đi trước. Sửa xong rồi đi theo ngay. Dạ. Cẩn thận, coi chừng có mai phục. Chuyện lớn như vậy chúng ta không thể quyết định được. Phải báo cáo với lão bàn. Không kịp nữa đâu. Anh để hắn đi như vậy, lỡ rơi vào tay của kẻ địch thì sao đây? Hắn đổi xe rồi, muốn bỏ chạy. Giấu khuôn mặt của cậu lại, đi theo chúng tôi, hiểu chưa? Thank you.
bắn đi. Đồng Nam. Alo, nối máy bộ tư lệnh, núi Thú Dương có tiếng súng. Tư lệnh, núi Thú Dương có tiếng súng, chưa ra thân phận đôi bên. Quả lực đôi bên thế nào? Chưa rõ, cha nói xem. Có khi nào là đảng Cộng sản đánh với thổ phỉ không? Không đâu, họ cách xa nhau vậy. Ở giữa có người chúng ta phòng thủ, sao có thể đánh nhau được chứ? Phải. Sốc lên. Phải rồi, cha hỏi con, khi nào thì Lục Minh Trí tới? Hôm nay chưa tới thì ngày mai, ai biết chính xác được chứ. Tập hợp đội ngũ tới núi Thú Dương ngay. Xông lên. Chuyện gì vậy? Họ là ai? Đây là núi Thú Dương, chắc là người của họ. Bất luận là ai, trước khi Lục Minh Trí tìm được tên phản bội không được để hắn có chuyện. Đuổi theo. Ý cậu là sao? Đừng hỏi nhiều, đi theo tôi. Nhanh lên. Được. Ý cậu là sao? Mau đi theo tôi. Nhị đương gia, có người cản trở. Tôi dẫn người đi xử họ. Mặc kệ đi, tìm Lục Minh Trí, đi. Trương Đại Lực, cậu không bắn Lục Minh Trí mà bắn ai vậy? Tôi nói rồi, trước khi tìm thấy tên phản bội, hắn không được có chuyện. Lý Hùng, Lý Hùng. Giờ phải làm sao? Đuổi theo Lục Minh Trí, đi. Lục Minh Trí, coi anh chạy đi đâu nữa. Đoàn Phi Yến. Nhận ra tôi à? Sao tôi quên cô được? Tôi tìm anh 10 năm trời. Nhớ tôi vậy à? Nhớ chứ. Ngày nào cũng nhớ. Nghĩ xem làm sao giết chết anh. Một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, chim sẻ đã trưởng thành rồi, không niệm tình cũ nữa. Sao hả? Giờ cô muốn bắn chết tôi sao? Bắn chết anh thì dễ dàng quá rồi. Hôm nay tôi muốn anh biết cái gì gọi là sống không bằng chết.
Lục Minh Trí chết rồi. Nhiệm vụ sao đây? Vị đương gia, đoàn bảo an tới rồi, chạy đi. 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 Đứng lại. Đứng lại. Tiêu rồi, Lý Hùng. Đứng lại. Đứng im. Đừng bắt tôi là. Đứng im. Thằng nhãi ranh, chạy đi đâu hả? Bỏ súng xuống hết đi. Minh Trí. Cái gì? Cha con Lục Chiếm Sơn đây, con biết không? Thằng nhóc này 10 năm trước bỏ nhà ra đi, giờ quay về rồi, không biết cha là ai sao? Có đúng không? Đội trưởng Lục Minh Trí, để xem cháu của bác già có khuôn mặt ra sao. Tìm ra tên phản bội. Cha, con biết không Minh Trí? Có biết là cha nhớ con lắm hay không? Được rồi, về là tốt rồi. Đi, theo cha về nhà. Lý Hùng đâu rồi? Sao tôi biết được? Không biết có chuyện gì không? Bỏ đi, không tìm nữa, về rồi tính sao? Nhà bếp ở bên kia, khiêng vào trong đó có người nhận đồ. Cảm ơn, cảm ơn. Lão gia tìm tôi à? Bà Đậu, gần đây đại thiếu gia làm gì vậy? Không làm gì cả, nhưng mà tâm trạng thiếu gia không tốt, không thèm ngó tới ai. Bà Đậu, từ nhỏ cậu hầu hạ đại thiếu gia, cậu có còn nhớ chuyện của nó không? Nhớ một chút, nhưng không nhiều. Bà Đậu, cậu cảm thấy đại thiếu gia cùng một người với đại thiếu gia trước đây không? Chào ba đầu. Hắn là người giống như tôi và cậu vậy. Phải. Cũng không phải. Nhưng đó là đại thiếu gia mà. Ba đầu, tôi nói chuyện này với cậu, cậu đừng đi nói với ai. Đi đi, hầu hạ đại thiếu gia cho tốt vào. Dạ lão gia, tôi biết rồi. Minh Trí. Cái gì? Cha là cha của con Lục Chiếm Sơn, con biết không? Lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn chê mùi thuốc khó chịu, không cho tôi hút thuốc trước mặt hắn. Nhưng lần trước ở Lầu Xanh, chính tay hắn đốt thuốc cho tôi. Sao con cảm thấy anh trai khốn nạn của con lại khác trước kia vậy? Chị Yến. Là chị thật à? Được rồi.
Mấy năm nay chị đi đâu vậy? Đừng hỏi chuyện này. Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp. Chị Yến, chị nói gì vậy? Lúc nhỏ tôi làm bể cái đồng hồ của đại thiếu gia. Nếu chị không giúp tôi thì tôi đã bị đắm chết rồi. Lúc đó chị tốt với tôi nhất đó. Được rồi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn không thay đổi. Vẫn ngốc như vậy. Tôi hỏi cậu, bây giờ Lục Minh Trí ở đâu? Đại thiếu gia ở sân sau của chính phủ quyền. Lần sau viết giấy đi. Đọc xong rồi sao tôi nuốt cái khăn được chứ. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ ruột Lục Minh Trí, chùa Quan Nghiêm. Lão gia, ngày mai đại thiếu gia muốn đi tới chùa Quan Nghiêm, kêu tôi tới hỏi lão gia. Chùa Quan Nghiêm? Tới chùa Quan Nghiêm làm gì? Lão gia quên rồi. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ ruột đại thiếu gia. Lúc trước khi đại thiếu gia ở nhà, mỗi năm đều tới chùa Quan Nghiêm cúng bái. Được, cậu đi theo hắn, canh chừng đừng để hắn đi lung tung. Dạ. Chị Yến, ba đậu, vụ tên kia đi khỏi, để tôi vào trong. Không được, trong đó còn nhiều lính canh lắm. Tôi đợi khoảnh khắc này 10 năm trời. Nhiều người hơn tôi cũng không sợ. Chị Yến, tôi cảm thấy lần này đại thiếu gia quay về hình như đã thay đổi rồi. Thay đổi tốt hơn trước đó. Tốt sao? Nếu hắn tốt thì trên đời này không còn người sống. Cậu biết hắn làm gì ở xã Phục Hưng không? Hắn đã giết bao nhiêu người không? Ba đậu, nhớ kỹ, không có con sói nào không ăn thịt người. Chị Yến, hôm nay chị đừng có đi. Ngày mai đại thiếu gia tới chùa Quan Nghiêm thắp nhang, lão gia chỉ phái tôi đi theo thôi. Ba đậu, cảm ơn. Nước đâu? Lúc ra khỏi cửa có đựng đầy không? Không thể nào đại thiếu gia lúc tôi đi đựng đầy nước rồi mà. Tôi mới uống có mấy ngụm sao giờ hết nước rồi. Để tôi đi lấy. Nhanh lên, nhanh lên. Đồng chí Lão Bàn, đồng chí Lý Hùng, khoảng thời gian này cậu vất vả rồi. Tôi tự ý mình thông minh, không giết được Phan Phong còn để lộ sơ hở. Tuy giờ bề ngoài Lục Chiếm Sơn tin tôi, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ thân phận của tôi. Phan Phong đang nắm giữ tài liệu của đồng chí Mai Qua, ẩn mình trong nội bộ kẻ địch. Một khi tiết lộ ra thì chúng ta sẽ mất mát lớn lắm. Lý Hùng, tôi đem tới đây tài liệu của Lục Minh Trí, cậu nghiên cứu thật kỹ. Tôi đại lực cam lộ sẽ phối hợp cậu giành được sự tin tưởng của họ. Tổ chức đồng ý cho tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sao? Phải. Là do tổ chức tín nhiệm cậu. Từ nay về sau, cậu tên là Lục Minh Trí, không phải Lý Hùng. Được. Từ nay về sau tôi tên Lục Minh Trí, không phải Lý Hùng.
Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia, tới ngài. La hét cái gì? Đại thiếu gia, anh đi đâu vậy? Đi đâu cái gì? Tôi đi tiểu cũng phải nói với cậu sao? Không phải. Nước đây. Không khát nữa, cậu uống đi. Thì ra là định cho tôi uống à? Được rồi, đừng nói nhiều. Mau đi đi. Lát nữa không kịp thắp nhang đó. Đi thôi. Xảy ra chuyện gì? Họ là ai? Đây là núi Thú Dương, chắc là người của họ. Cúi xuống. Cha. Ba đầu, người đó nhắm vào tôi. Để tôi dụ cho. Cậu chạy đi, đại thiếu gia. Lục Minh Trí, coi anh chạy đi đâu. Dừng tay. Chú Bàn, Yến Tử, sao lại là chú? Mấy năm nay chú đi đâu con không tìm thấy chú. Yến Tử, mấy năm nay chú đi lên miền Bắc. Lúc chú quay về mới nghe nói cha và anh trai con đã bị hại. Chú tới nhà họ Lục tìm con, mới biết con chạy khỏi nhà họ Lục. Chú biết hết mọi chuyện của con rồi. Chú Bàn, nếu chú có tới nhà họ Lục thì chú biết con đã trải qua chuyện gì. Hôm nay con phải giết hắn. Không được giết. Tại sao? Giờ hắn không phải là Lục Minh Trí trước đây nữa. Chỉ cần là Lục Minh Trí thì đáng giết. Yến Tử, Yến Tử, không được giết hắn. Chỉ cần có chú không cho con ra tay. Chú Bàn, chú tránh ra. Yến Tử, nếu con muốn giết hắn thì hãy giết chú trước đi. Chú Bàn, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Yến Tử, lão Bàn, con nha đầu Yến Tử này rốt cuộc có quan hệ gì với Lục Minh Trí vậy? Nó tên là Đoàn Phi Yến. Cha nó và tôi là bạn bè thân thiết. Năm đó cha và anh trai nó bị giết hại, sau đó bị Lục Chiếm Sơn đón về nhà. Nhưng mà điều không may là bị Lục Minh Trí cưỡng hiếp. Hèn gì cô ấy muốn giết tôi.
Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng có người giết chết lính canh, chắc muốn cướp ngục. Canh chừng nhà tù cho tôi. Người còn lại theo tôi. Dạ. Ai nổ súng? Lục soát. Dạ. Dương Tam Bảo, lại là cậu. Sống lên. Đáng chết. Đồng Nam là địa bàn của cha. Đám thổ phỉ này dám ra tay với con. Nếu cha không phanh thay họ thì cha không phải lục chiếm sơn. Cha, thổ phỉ ở núi Thú Dương xa xôi, sao họ biết con đi tới chùa Quan Nghiêm? Con cảm thấy không phải là do họ làm. Cũng đúng. Con thấy chùa Quan Nghiêm chỉ có cha con và ba đậu là biết chuyện thôi. Có khi nào lúc cha nói bị người ta nghe thấy không? Không lẽ là hắn? Cha, Dương Tam Bảo dẫn người đi cướp ngục bị con bắt được rồi. Được rồi, được rồi. Con mới bị tấn công, Dương Tam Bảo liền đi cướp ngục. Nếu con chết rồi, Dương Tam Bảo cứu Phan Phong đi khỏi. Họ muốn lợi dụng Phan Phong nói con là đảng Cộng sản. Giết con xong rồi, sau đó nói cha hợp tác với đảng Cộng sản. Giết con là muốn giết người diệt khẩu. Dương Gia Minh, Trang Bác Bì, hai tên khốn. Tôi không lột da hai người ra mới là lạ đó. Họ âm thầm làm chuyện này, chúng ta cũng không được công khai. Giờ dùng dao dùng súng không phải cách giải quyết tốt nhất. Cha không thể tha cho họ. Nếu họ mất nhân thì chúng ta mất nghĩa. Họ muốn giá họa cha con ta thông đồng cộng sản. Vậy thì để họ rửa sạch nỗi oan này. Được. Huyện trưởng Trang, Tham Nhị Dương, nào, tôi mời hai người một ly. Lục Tư Lệnh, khoan mời rượu trước đã. Nói xem tại sao ngày hôm nay anh dẫn quân lính tới đây. Không lẽ coi huyện trưởng này là tội phạm sao? Huyện trưởng Trang, hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó. Tên Phan Phong nói tôi thông đồng với Cộng sản. Nói Lục Minh Trí giả mạo, toàn là nhảm nhí, khiến cho quan hệ chúng ta rất căng thẳng. Lúc đó tôi hơi nóng nảy, tổn thương hai vị. Hôm nay mời hai vị ly rượu này, bỏ qua hết mọi chuyện, hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Lục Tư Lệnh, một ly rượu là xóa bỏ hết mọi tội danh, phong tỏa tin tức, tự ý bắt tội phạm thông đồng với Cộng sản sao? Anh không có quyền trưởng Trang và chính phủ huyện ra cái gì cả. Ly rượu này anh tự uống đi. Khoan. Huyện trưởng Trang, Tham Nghị Dương, hôm nay hai người không nể mặt tôi, muốn chống đối với tôi có phải không? Không phải là không nể mặt, mà là Lục Tư Lệnh hiếp người quá đáng. Chuyện này chính phủ huyện phải điều tra tới cùng. Nếu rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì đừng trách tôi không khách sáo. Dẫn người lên đây. Đi, nhanh lên. Lục Tư Lệnh, ý anh là sao? Tham Nghị Dương, hôm qua cháu của anh dẫn người tới cướp ngục, muốn cứu đảng viên của đảng Cộng sản, cuối cùng bị tôi bắt được. Giờ đã ký tên khai hết rồi. Hắn vu khống cha tôi và đặc phái viên thông đồng Cộng sản, sai khiến người khác giết đặc phái viên. Hắn uy hiếp Phan Phong, ngụy tạo lời khai, nói bậy. Tối qua rõ ràng Tam Bảo ở trong nhà, sao hắn có thể đi bắt đặc phái viên? Tam Bảo, họ ép cậu phải không? Chú, hôm qua con có dẫn người tới đoàn bảo an. Cái gì? Tam Bảo, sao cậu làm vậy? Ngày mai đặc phái viên đưa Phan Phong đi khỏi. Tối qua nhận được tin họ thả Phan Phong đi.
Con sợ lỡ việc lớn nên dẫn người tới đoàn bảo an. Nhưng con không có giết lính canh. Không phải cậu giết, không lẽ lính canh của tôi tự cắt cổ chết sao? Chà, đám người này chơi trò nham hiểm, không chịu nói sự thật đâu. Nếu tối qua con không may mắn thì không phải đám lính canh chết đâu, mà là con trai ruột của cha nè. Cha, con thấy chùa Quan Nghiêm bị ám sát, Thiên Hổ bị người ta tấn công ở đoàn bảo an, có người muốn nhà họ Lục tuyệt hậu rồi. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có. Người đâu, dẫn hai người họ ra ngoài xử bắn ngay. Lục Tư Lệnh, Dương Tam Bảo bắt con tin liên quan gì tôi? Dương Tam Bảo không có chức quan. Hai người cùng một phe lợi dụng Phan Phong hãm hại tôi. Lục Tư Lệnh, rõ ràng là Phan Phong nói Lục Minh Trí là đảng Cộng sản, phái đặc phái viên giả mạo. Hai người bao che nhau nên hãm hại chúng tôi, có phải không? Theo tôi biết không phải như vậy. Dẫn Phan Phong lên đây đi. Đi, nhanh lên. Phan Phong, nói cho họ biết ai thông đồng đảng Cộng sản. Nói thật đi. Không ai thông đồng đảng Cộng sản. Đặc phái viên là thật. Tôi nói dối. Họ sai khiến tôi nói như vậy. Cái gì? Cậu nói gì? Giờ hai người còn nói gì nữa? Lôi xuống dưới xử bắn. Lục Tư Lệnh, tôi và huyện trưởng Trang đường đường là quan chức chính phủ, anh không có quyền xử chúng tôi. Tham Nghị Dương ám sát đặc phái viên, cướp tội phạm, tội đáng muôn chết. Lôi xuống dưới xử bắn ngay. Khóc. Lục Tư Lệnh, chúng tôi sai rồi, chúng ta là đồng nghiệp, anh tha cho tôi đi. Sau này tôi chỉ nghe lời của anh, quyết không hai lòng. Dương Gia Minh, con cậu, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Thật xui xẻo, Lục Chiếm Sơn leo lên đầu chúng ta ngồi kìa. Đúng là ăn hiếp chúng ta. Tôi đi liều mạng với họ. Không được. Ở khu Đồng Nam trước giờ, ai có súng thì ai có quyền. Huyện trưởng Trang, tôi không tốt tính như ngài. Nghĩ tới khuôn mặt hống hách của Lục Chiếm Sơn lúc nãy, tôi chịu không nổi. Tam Bảo, phải chịu đựng thôi. Chịu đựng mới thành công được. Lúc nào nên nhịn thì phải nhịn. Chú, nhịn được một lúc nhịn được cả đời hay sao chứ? Đúng vậy. Tôi cũng sợ Lục Chiếm Sơn được nước lấn tới. Chúng ta là người có học thức, không cứng đầu với hắn ta được. Huyện trưởng Trang, chúng ta là người có học thức, trong tay không có gì, nhưng chúng ta có nhiều quân lính trong lòng. Ý của anh là mượn sức đánh sức. Tôn Cửu Đao và Lục Chiếm Sơn bất hòa, hắn luôn tìm cơ hội tiêu diệt Lục Chiếm Sơn. Giờ trong tay hắn có một trung đoàn quân chính quy, sau lưng có tỉnh trưởng Điền chống lưng, thực lực mạnh hơn Lục Chiếm Sơn. Tại sao chúng ta không đi tìm Tôn Cửu Đao? Sự việc chính là như vậy. Anh nói tôi cũng cảm thấy nổi da gà. Giờ nghĩ lại sợ quá. Bước tiếp theo cậu định làm cái gì? Làm cho nóng luôn. Nhân lúc Lục Chiếm Sơn đang tin tưởng tôi, tranh thủ gặp riêng Phan Phong. Vậy thì tôi có thể ra tay giết hắn. Cam Lộ, cho tôi một gói thuốc, quan trọng là tẩm chất độc càng nhanh càng tốt. Được. Phan Phong là một bảo vật, cơ hội tốt để chúng ta thăng quan phát tài. Còn phái nhiều người canh chừng hắn, đừng lơ là. Cha yên tâm đi. Nếu đặc phái viên muốn gặp thì sao đây? Sao con không thông minh vậy? Cha kêu con canh chừng Phan Phong vì muốn đề phòng đặc phái viên. Con suy nghĩ chưa? Chúng ta và anh con 10 năm không gặp, hắn làm gì ở bên ngoài, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Tuy rằng hắn lấy danh nghĩa đặc phái viên quay về, nhưng cha vẫn cảm thấy hắn không đồng lòng với chúng ta. Nhưng chúng ta không được cứng rắn quá. Chúng ta
diễn kịch cho họ coi. Cha, con không có diễn kịch được. Coi kịch thì được thôi. Ai kêu con diễn kịch thật chứ? Ý cha là chúng ta cùng nhau diễn kịch cho đặc phái viên coi. Con đóng vai chính, cha đóng vai phụ, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Trung đoàn Bảo An 5, quân khu 6, tỉnh Quý Châu. Con trai, sáng sớm con tới tìm cha. Không phải tới thỉnh an chứ? Lục tư lệnh rất sáng suốt. Con không vòng vo trước mặt cha nữa. Có chuyện này con muốn nhờ cha. Khoan đã, cha không thích nghe câu này. Cha đâu có cầm súng chĩa vô đầu bắt con gọi cha đâu. Dù gì, cha là cha của con. Ở đây không có người ngoài. Con nói nhờ cha thì xa lạ quá. Cha nói đúng. Nhưng 10 năm trước con trở mặt với cha và đại phu nhân mới bỏ đi như vậy. Giờ cha nhìn con nhìn cha, không thân thiết cho lắm. Con sợ trong lòng cha không coi con là con trai. Con trai, cha luôn coi con là con trai. Năm đó con đánh mẹ của Thiên Hổ, chửi tổ tiên 8 đời của nhà họ Lục rồi bỏ đi. Nhưng bây giờ vẫn còn người nói tới chuyện này. Huyện trưởng Trang và Dương Gia Minh không có tốt lành gì. Họ không muốn chúng ta tốt. Con phải đề phòng họ. Con nhớ những gì cha dạy mà. Con trai, có chuyện gì con cứ nói, cha làm cho con. Cha cũng biết lần này con tới đây là nhanh chóng dẫn Phan Phong lên trên tỉnh. Trưởng phòng cổ đích thân căn dặn con. Con cũng ký tên rồi cho nên không chậm trễ được. Cha hiểu. Nhưng từ khi Phan Phong bị bắt vào đây, con chưa từng được gặp hắn. Con không biết cha đang nghĩ gì, nhưng ít ra cũng phải để con gặp hắn, để con lấy được tình báo quan trọng của đảng Cộng sản. Nếu trưởng phòng cổ trách tội thì con không gánh vác nổi đâu. Cha có thể cho con. Được thôi, được thôi, cha đi với con. Không làm phiền Lục tư lệnh. Ý con là sao? Con muốn gặp riêng hắn. Gặp riêng sao? Con muốn tự nuốt chửng sao? Cha là cha của con, sao con dám tự nuốt chửng được? Phan Phong đang giấu một bí mật rất là quan trọng. Trưởng phòng cổ căn dặn con phải thẩm vấn riêng. Nếu như có người bên cạnh, chắc chắn hắn không chịu nói ra bí mật, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch. Nếu như kế hoạch thất bại hoặc tiết lộ ra bí mật, trưởng phòng cổ trách tội không ai gánh vác được. Xưa giờ trung hiếu khó vẹn toàn. Nỗi khổ tâm của con, mong cha hãy hiểu cho. Cha hiểu mà, con nói đi. Bí mật gì? Giấu cả tư lệnh bảo an như cha sao? Xã Phục Hưng có điều lệnh bảo mật, con không thể tiết lộ được. Nếu trưởng phòng cổ kêu con thẩm vấn riêng, thì cha phê chuẩn đi. Sao hả? Con lấy thân phận đặc phái viên ra lệnh cho cha sao? Con lấy thân phận con trai cầu xin cha. Cha thích câu này, phê chuẩn. Được, vậy cha nói với bên nhà tù. Con đi ngay, đi đi. Lục Thiên Hổ, cậu muốn làm gì? Làm gì hả? Đây là đâu chứ? Nhà tù đó. Phải khám xét trước. Dám khám xét đặc phái viên? Đừng lấy thân phận ra hù tôi. Chỗ này tôi quyết định. Được. Khoan đã. Đặc phái viên tới. Chào mừng đặc phái viên tới đây. Đừng giở trò nữa. Nói đi, hôm nay diễn kịch gì? Hôm nay cho cậu gặp một người quen. Ai? Bạn của cậu. Lát gặp là cậu biết ngay. Dẫn cô ta lên đây đi. Lục Minh Trí, tôi giết anh. Tôi giết anh. Con chó điên nhà ai vậy?
Ông trời không có mắt. Tôi bắn anh không chết. Để anh lụm lại được cái mạng. Đừng quậy nữa. Cắm dài cọng lông gà tưởng mình là Phụng Hoàng à? Đoàn Phi Yến, cô nhận nhầm người rồi. Hắn không phải là Lục Minh Tri. Đây là đặc phái viên của chúng tôi. Cô nhìn kỹ đừng nhận nhầm người. Nếu cô dám cắn bậy thì có chừng tôi xử bắn cô đó. Đoàn Phi Yến nói, hắn phải Lục Minh Trí không? Phải, đương nhiên phải. Hắn quá thành tro bụi tôi cũng nhận ra. Lục Chiếm Sơn, năm xưa cha tôi có mắt không trồng, mới quen người bạn như ông. Con trai ông tạo nghiệp, ông và các người bao che cho hắn, nói hắn không phải là Lục Minh Trí. Đàn ông dám làm dám chịu, các người có phải là đàn ông không? Các người có phải con người không? Phản rồi, lôi xuống dưới, đánh đi. Lục Minh Trí, tôi là ma cũng không tha cho anh. Không tha cho anh. Tôi sẽ không tha cho anh. Không tha cho anh. Mọi người tới đây, tiếp tục đi. Đặc phái viên, cậu đang diễn kịch gì? Ông diễn kịch thì có. Các người muốn diễn gì? Diễn vở Hồng Môn Yến hả? Hạng Trang Múa Kiếm à? Từ khi tôi tính lại ở Đồng Nam, các người đã nghi ngờ thân phận đặc phái viên. Phải. Sau đó từng người một giả bộ làm như tin tưởng tôi lắm. Thành ý đâu? Hôm nay thẩm vấn Đoàn Phi Yến hay là thẩm vấn tôi? Muốn thẩm vấn thì làm đi. Tôi chơi tới cùng. Bắt đầu. Tôi là người làm việc cho đảng. Phải. Tôi làm việc cho đảng. Ông cứu mạng của tôi, tôi sẽ báo đáp ông. Không cần, không cần, không cần. Quần áo của tôi đâu? Quần áo cậu dính máu, tôi đã bỏ hết rồi. Cậu đợi chút. Nhanh lên. Súng đâu? Súng thì tôi không biết. Lúc tôi thoa thuốc cho cậu, lấy ra giùm cậu đó. Lúc đó trong này không có gì. Có khi nào cậu rơi từ trên núi xuống làm rớt cây súng rồi không? Tôi còn vài huynh đệ. Chúng tôi bị người ta theo dõi, bị truy sát tới gần vách đá. Sau đó thì sao? Sau đó huynh đệ tôi chết rồi. Chết rồi à? Tôi ở gần vách núi. Tôi ở gần vách núi. Huynh đệ, lúc tôi nhìn thấy cậu, cậu như một người hồ lô dính đầy máu, rất thê thảm. Phải đó huynh đệ. Thoa thuốc thôi. Đặc phái viên này đúng là to gan. Hắn muốn đem cuộc nói chuyện đi lên tỉnh, sau đó thêm mắm thêm muối. Vậy là chúng ta khó sống rồi. Cho nên chúng ta phải nghĩ đủ mọi cách, không được để hắn đi lên trên tỉnh. Hắn là người của Cổ Hiếu Trung. Cổ Hiếu Trung kiêm chức vụ ở tỉnh. Hắn là người nắm giữ quyền để cho chúng ta thăng quan tiến chức. Chức vụ Cổ Hiếu Trung là trưởng phòng của phòng bảo an tỉnh. Chức vụ trong đảng là phó phòng của phòng nhân sự xã Phục Hưng. Nói chuyện này vô ích thôi. Anh nói đi. Giờ phải làm sao? Hai chữ thôi, kéo dài. Không được để hắn đi lên tỉnh. Báo cáo, đặc phái viên tới. Đặc phái viên tới rồi, ngồi đi.
Tôi tới đây nói với các vị, nội dung nói chuyện với các vị đã sắp xếp thành tài liệu rồi, tôi đã coi kỹ rồi, không có vấn đề gì. Xem ra cái chết của Phan Phong không có liên quan gì tới các vị. Tiếp theo thì làm theo từng bước. Tôi đem tài liệu lên tỉnh, trưởng phòng Cổ phê duyệt là không sao đâu. Cảm ơn, coi như cậu biết điều. Chỉ là tuy các vị không liên quan tới cái chết của Phan Phong thì chuyện này cũng phải chấm dứt mới được. Đoàn Phi Yến trong tù có thẩm vấn không? Thẩm vấn sao? Mọi người cũng nên bàn bạc đi. Thẩm vấn sao? Tóm lại chuyện này không liên quan tới tôi. Muốn thẩm vấn như thế nào cũng được. Đặc phái viên, nhân cách và năng lực của cậu hơn chúng tôi nhiều, lại xuất thân từ đặc công, thủ đoạn thẩm vấn thì chúng tôi không bằng cậu. Cậu đích thân thẩm vấn đi. Nếu huyện trưởng Trang nói vậy thì tôi đành tuân lệnh. Được rồi, mọi người uống trà đi, tôi không làm phiền nữa. Được rồi. Hầu tham mưu, tên khốn, cầm thú sẽ bị sét đánh chết. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi phải giết chết anh, tôi phải giết anh. Hét xong rồi à? Mệt rồi phải không? Giờ tới tôi. Đoàn Phi Yến, tôi không có thời gian dòng vo. Tôi hỏi thẳng luôn, nói đi, tại sao nổ súng? Giết anh? Giết tôi? Tôi là đặc phái viên xã Phục Hưng, cô muốn giết là giết được sao? Tôi đợi anh 10 năm chỉ vì muốn giết anh. Cô đợi tôi 10 năm mà, cô si tình vậy sao? Đáng tiếc, chuyện 10 năm trước tôi đã quên hết rồi. Anh quên rồi à? Đương nhiên anh phải quên, vì anh không phải là người. Cả đời tôi cũng không quên được chuyện anh làm. Lục Minh Trí, anh biết không? Anh biết cuộc đời của một người phụ nữ bị anh hủy hoại hết không? Cuộc đời cô ấy không còn gì. Không còn gì. Cuộc đời còn dài, thật ra cô có thể. Cuộc đời còn gì nữa? Cuộc đời của tôi đã bị anh hủy hoại rồi. Đoàn Phi Yến thật sự đã chết. Bây giờ tôi chỉ muốn báo thù, chỉ muốn giết anh. Lão Bạc, nha đầu này rốt cuộc có quan hệ gì với Lục Minh Trí vậy? Cô ấy là Đoàn Phi Yến, cha cô ấy là bạn thân của tôi. Năm đó cha và anh trai cô ấy bị giết hại, sau đó được Lục Chiếm Sơn đón về nhà. Nhưng không may bị Lục Minh Trí cưỡng hiếp. Đoàn Phi Yến, giờ tôi không có thời gian nghe cô nói đâu. Giờ cô trả lời đi, cô có phải là Đảng Cộng sản không? Họ phái cô tới đây hả? Cô tới Trừ Giang hay gì? Tôi không phải. Phải? Tôi chỉ muốn giết anh. Cô là Đảng Cộng sản, họ phái cô tới đây Trừ Giang. Cô là Đảng Cộng sản tới đây Trừ Giang. Cô là Đảng Cộng sản tới đây Trừ Giang. Đặc phái viên xã Phục Hưng thẩm vấn như vậy à? Thẩm vấn được gì chứ? Để tôi giúp anh. Cô có phải là Đảng Cộng sản không? Không phải. Vậy tại sao giết Phan Phong, giết Lục Minh Trí? Tôi hỏi lại lần nữa, cô có phải là Đảng Cộng sản không? Không phải. Phải không? Phải không? Sao vậy hả? Thương Hoa Tiết Ngọc à? Người phụ nữ từng ngủ với tôi, ngoài tôi ra không ai được phép đánh.
không giống tác phong của Lục Minh Trí lắm. Giả mạo hả? Giờ giống thật chưa? Lý Hùng đọc được rất nhiều thứ thu hút hắn từ trong mắt của Đoàn Phi Yến. Nham hiểm, sắc sảo, thuần khiết, có trách nhiệm. Suýt chút hắn quên mất thân phận của hắn là Lục Minh Trí. Đặc phái viên thẩm vấn Đoàn Phi Yến để kéo dài thời gian hắn lên tỉnh chỉ là kế tạm thời. Tôi sợ chuyện này không kéo dài được lâu. Đúng vậy, phải nghĩ ra cách giải quyết nhanh gọn, dứt điểm. Chú, không hay rồi. Chú, đám thổ phỉ trên núi Thú Dương tấn công chính phủ huyện, bắt cóc huyện trưởng Trang, chuẩn bị tấn công nhà tù. Họ muốn cứu Đoàn Phi Yến. Đúng vậy, đang bảo an đánh với họ ở nhà tù rồi, nói họ canh chừng nhà tù. Nhà tù huyện Đồng Nam. Chạy nữa tôi bắn chết anh. Đừng nổ súng. Tôi không chạy nữa. Các huynh đệ viện binh tới rồi. Xông lên. Xông lên. Xông lên. Đừng nổ súng, nếu không tôi bắn chết hắn. Khoan đã, đừng nổ súng, đừng nổ súng. HK nói rồi, chỉ cần thả Đoàn Phi Yến thì tôi sẽ không bị mất mạng. Các huynh đệ, bình thường tôi tốt với các người mà. Đừng nổ súng. Lục Tư Lệnh, huyện trưởng Trang nằm trong tay của họ, phải đồng ý yêu cầu thôi. Không được, quan chức sao có thể thỏa hiệp với thổ phỉ chứ. Tôi nói anh biết, thổ phỉ tàn nhẫn độc ác lắm, chuyện gì cũng làm được hết đó. Không gấp, bàn bạc rồi tính sao. Trung đoàn trưởng Tôn, lúc quan trọng phải bình tĩnh chứ. Bàn bạc nữa là huyện trưởng Trang sẽ mất mạng đó. Thiên hổ, các huynh đệ xông lên. HK chạy mau. Huyện trưởng Trang, tam dân ngũ quyền, quốc phụ dạy dỗ, trang công hồng nguyện, Đồng Nam vinh dự. Đám thổ phỉ này quá ác độc, dám cướp ngục, giết chết huyện trưởng Trang. Muốn trách thì trách Đoàn Phi Yến. Chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn Thiên Hổ. Thiên Hổ liều mạng ngăn cản, không để thổ phỉ cướp ngục. Nếu không thì Đoàn Phi Yến bị thổ phỉ cướp đi rồi. Theo tôi thấy, nữ thổ phỉ Đoàn Phi Yến này không phải là thứ tốt lành gì. Còn sống một ngày chính là tai họa. Thôi thì đem xử bắn đi, không được giết Đoàn Phi Yến. Tại sao? Tại sao? Ông tự nói đi. Đoàn Phi Yến là nhân chứng quan trọng trong cái chết của Phan Phong. Trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng, Đoàn Phi Yến không được chết. Tôi phải dẫn cô ta lên tỉnh để thẩm vấn. Người mà Đoàn Phi Yến muốn giết là cậu đó, Lục Minh Trí, không phải là Phan Phong. Cậu cho cô ta sống để làm gì? Dương gia mình ý ông là sao đây? Ai nói Đoàn Phi Yến muốn giết Lục Minh Trí chứ không phải giết Phan Phong? Vậy sao Phan Phong chết?
Tôi nói cho biết, đừng trút hết mọi chuyện lên đầu của tôi. Cũng vì có loại người như ông, Đoàn Phi Yến càng không được chết. Đích thân tôi dẫn cô ta lên tỉnh cho trưởng phòng cổ thẩm vấn. Không được. Đường đi lên tỉnh có thổ phỉ hoạt động. Lần trước Phan Phong chết vì xảy ra sơ sót. Lần này nếu nữ thổ phỉ này bị người ta cứu đi thì sao đây? Không được đưa Phi Yến đi, phải xử bắn tại chỗ. Ý ông là sao? Đặc phái viên như tôi không có quyền dẫn nữ phạm nhân đi à? Ở Đồng Nam cậu không có quyền. Được rồi, được rồi. Tôi nói mọi người nghe, ở Đồng Nam do tôi quyết định. 10 giờ sáng mai xử bắn Đoàn Phi Yến. Ngày mai họ sẽ xử bắn Đoàn Phi Yến. Vậy đi, 9 giờ sáng mai chúng tôi sẽ hỗ trợ ở ngoài cửa sổ phòng thẩm vấn. Chuyện còn lại nhờ vào cậu hết. Được, vậy tôi đi nhé. Đại lực, chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Được. Nhà tù huyện Đồng Nam. Tôi thấy đặc phái viên không nỡ nhìn thấy tình nhân của hắn chết nên không dám tới. Lục Tư Lĩnh, tới giờ rồi. Rốt cuộc có dẫn cô ta đi hay không đây? Dẫn. Đặc phái viên đâu? Kệ hắn đi. Phi Yến, chú Lục đã cố hết sức rồi. Cô sắp phải lên đường, có gì muốn nói với mọi người không? Mọi người tới rồi à? Đặc phái viên, tôi còn tưởng cậu không tới đó. Sao lại không tới được? Có một câu nói rất hay, một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm. Lục Minh Trí, kiếp sau tôi sẽ trả thù. Được, kiếp sau trả thù. Muốn sống thì im miệng ngay. Các vị, 10 năm trước Đoàn Phi Yến còn nhỏ xíu. Mọi người biết cô ấy mạnh lắm không? Đạp tôi một cái, suýt chút đạp tôi bị tàn phế luôn. Biết tại sao tôi lại tới trễ không? Tối qua tôi không ngủ được. Một cô gái tốt như vậy chết đi thật là đáng tiếc đó. Vậy cậu muốn sao? Tôi muốn sao thì Trung đoàn trưởng Tôn cũng đã đoán ra rồi. Đặc phái viên, bây giờ cậu không sợ mất mặt luôn à? Trung đoàn trưởng nói hay quá. Đừng đứng đây nữa. Muốn coi tôi biểu diễn sao? Chà, ông Dương, cha tôi đi rồi kìa. Cảm ơn ông Dương. Kêu người của ông đi luôn đi. Đi thôi. Kêu người của ông đi xa một chút. Tôi làm mạnh lắm. Được. Anh muốn làm gì? La lên. Anh muốn làm gì? Đừng đụng vào tôi. Đừng đụng vào tôi. Nghe tôi nói, lão Bàng kêu tôi tới cứu cô. Giờ cô hét lớn lên tức là phát tín hiệu cho họ. Lát cô chạy rồi họ hỗ trợ cô, hiểu chưa? Lão Bàng nè, la lên. Đừng đụng tôi, đừng đụng vào tôi. Cô biết mấy lão Bàng. Anh muốn làm gì? Đừng đụng vào tôi. Nghe tôi nói, giờ tôi cởi trói cho cô. Sau đó cô trốn ra từ cửa sổ. Lão Bàng sẽ hỗ trợ cho cô. Đừng đụng vào tôi. Nếu không leo lên được thì cô đạp lưng tôi rồi trèo lên. Yên Tử, chú đây. Sao lại là chú? Lục Minh Trí, ở đây không tiện nói chuyện, mau lên xe. Dạ. Nào. Không sao. Chú Bàng, Lục Minh Trí, con đừng hỏi nữa.
Yến Tử, lúc nãy chú nói với con chuyện đó, nhờ con hết nha. Chú yên tâm, chuyện chú căn dặn con đã nhớ hết rồi. Lên núi đi, bảo trọng.